Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm giá cả xuống thấp khiến người trồng tiêu ngao ngán, thì nay nhiều người bất ngờ khi giá đã tăng vọt lên gần 100.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, theo khảo sát tại một số vùng trồng tiêu trong tỉnh, nhiều nông hộ đã không còn mặn mà với cây tiêu, không còn chạy theo điệp khúc trồng, chặt, trồng như trước đây. Trước đây, khi một loại nông sản có giá, người ta sẵn sàng chặt bỏ loại cây đang trồng để chuyển sang cây trồng mới. Nhưng nay, suy nghĩ của nhiều nông hộ đã đổi thay, không còn chạy theo thời giá. Giá tiêu thì như so năm nay thì nó không có lên đôi chút. Tuy nhiên thì xung quanh cái vùng này thì tiêu hiện tại thì bà con cũng chết tương đối là nhiều. Bây giờ trồng lại thì cũng gần như là cũng không có ý định trồng lại. Bởi vì trồng lại thì nó bị tuyến trùng rẽ, nó lên rất chi là khó lên. Thế cho nên mà chỉ có một số bà con trồng mới xen canh. Gia đình ông Lê Văn Long ở xã Đua Cà Măng, huyện Krông Anna trước đây có 400 đến 500 trụ tiêu. Nhưng cây tiêu bị bệnh và chết dần, đến nay chỉ còn hơn 100 cây. Hiện giá tiêu đã bật tăng, nhưng ông Long vẫn không có ý định trồng lại. Theo ông, tiêu là cây trồng khó tính hay bị sâu bệnh. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho cây tiêu lại khá cao. 1-2 năm nay giá nó nhích, nhưng mà cái tiêu nó lại rủi ro, nó lại chết nhiều. Nên là mai mốt chắc phá đi, nhưng mà cũng không có ý định để làm lại cái tiêu. Vì cái tiêu, cái tỷ lệ sống nó tuổi thọ nó rất chỉ là thấp. Cùng suy nghĩ như ông Long, nhiều hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh không tái canh khi vườn tiêu già cỗi sâu bệnh. Dù giá tiêu ở mức cao, nhưng nhiều vườn tiêu không còn được đầu tư chăm sóc mạnh như trước đây. Bên cạnh đó, một số hộ vẫn quyết định phá bỏ giữa lúc tiêu đang được giá.